mình đi mua chuyện tranh đi. Hôm nay mình có nhập viện lắm á. Ừ, đi. Cho mình theo với. Đáng tiền của mình đi. Vậy của mày đặt đi. Mình chỉ đưa tiền mua cho hai bạn này thôi à. Ừ, lấy cái trạng đi. Ừ. Chào em Bo. Chào anh hai. Bin ơi. Dạ. Tìm con kìa. Dạ con hay đồ xuống rồi. Bin trả bối cũng chuyện hôm qua, Bin mượn của bối đi. Bối nói gì kỳ vậy? Bin có mượn cuốn chuyện bối lần nào đâu. Cái bối nó nhầm rồi đó. Đó là đó mà, bối nói mày cho coi. Bin mượn đồ của bối mà không trả hả? Anh nói không có mà. Không có gì đâu chú, bài chú da đen nha. Rồi, bài này nó không nhiều. Mình tên là Kami, mình đến từ bên trong cuốn truyện tranh mà bạn nhặt được hồi chiều đó. Nếu bạn giải thoát cho mình khỏi cuốn truyện tranh này, mình hứa với bạn, mình sẽ minh oan cho bạn cái vụ bạn bị mẹ đánh hồi chiều đó. Ủa vậy sao bạn mẹ bị nhốt trong cuốn truyện đó? Mình bị nhốt vào bên trong cuốn truyện tranh này để có sử dụng phép màu và những bí mật của chủ nhân mình. Quyển sách này đã bị đánh cắp và lạc vào thế giới này. Bạn là người đầu tiên nhặt được, nên chỉ có bạn mới có thể đọc câu thần chú và giải thoát cho mình. Vậy câu thần chú là gì? 1, 2, 3, 3 ba la xì bùa biến. Ủa cái câu thần chú gì kỳ vậy ta? Thì nó hơi vậy đó. Bin ơi. Dạ. Dạ con, trễ rồi. Bin ơi. Dậy đi em kêu con. Dạ. Nè, bạn uống sữa không? Không, mình cảm ơn. Con này dễ thương quá à. Mình tên là Kami, mình đến từ bên trong cuốn truyện tranh mà bạn đã nhặt được hồi chiều đó. Nếu bạn giải thoát cho mình khỏi cuốn truyện tranh này, mình hứa với bạn, mình sẽ minh oan cho bạn cái vụ bạn bị mẹ đánh hồi chiều đó. Ủa vậy sao bạn này bị nhốt trong cuốn truyện đó? Mình bị nhốt vào bên trong cuốn truyện tranh này để có sử dụng phép màu và những bí mật của chủ nhân mình. Quyển sách này đã bị đánh cắp và lạc vào thế giới này. Bạn là người đầu tiên nhặt được, nên chỉ có bạn mới có thể đọc câu thần chú và giải thoát cho mình. Được ghê ha. Dễ thương nữa chứ. Một, hai, ba, ba, ấm la xì bùa biến. Ủa, phải không bơ mình đã học bạn rồi đó.
bối nè. Ủa sao Nam mượn chuyện của bối mà Nam không nói vậy hả? Ủa bối nói là cho Nam mượn cái chủ nhật mà nó đọc xong sớm mình trả sớm thôi. Ừ ha, hồi nào bối quên mất. Vậy mà bối cứ tưởng là Bin mượn chứ. Chắc là bối phải đi xin lỗi Bin. Ủa sao iPad lại có hình của bạn bối trong đây? Bạn sẽ biết. Na còn uống sữa không? Còn. Thôi, cho bối nha. Ê, Na sợ hết cho nên Na không dám uống mà. Thôi, Na ốm á, uống sữa mập lắm, để bối uống cho, ba nha. Ủa gì kỳ vậy ta, ốm uống sữa mập cũng rồi. Chắc tới rồi đó, mình ra ban công mình xem đi. Đi. Mình đến đây để xin lỗi Bin mà ta. Bạn tin mình chưa? Lát nữa bố sẽ qua nhà bạn xin lỗi bạn liền đó. Sao? Chẳng qua sẽ trùng hợp thôi, có cái gì đâu. Bạn có tin á, mình thay đổi cái mái tóc bạn nữa. Ơ, vậy có? Anh có thể làm cho đầu tóc mình đẹp như là tóc lung tung được không? Được chứ, chuyện nhỏ. La hồ biết. Qua. Wow. Trời ơi, đây là tóc người rồng thì có, cái tóc sơn tùng mùa nào thì biết là như cũ đi, còn đẹp hơn nữa. Ok, chuyện nhỏ, ba la, hồ biết. Wow, hay quá vậy, để biết tâm tiếng Khang không? Biết, bạn thay bộ đồ mình đẹp như lên tiếng Khang được không? Ok, chuyện nhỏ còn hơn con thỏ. Cầu chân kính của mày, mày phải nói